Hàng Du Mục lấy chồng hơn 14 tuổi để được gì? Nuôi hai người con trai riêng của hai vợ trước, gánh trên vai ba công ty phá sản. Hàng nói thật mọi người, cái dâu mà nó sấy nó không tẩm đường, nó chua lắm mọi người ạ. Sau đó nó kết hợp với lớp sữa bên ngoài nữa nhá. Bôi cáo trơn rồi, đi vô tắm thai lượt phượt đó, cáo trơn rồi. Hàng Du Mục đang là một trong những chiến thần livestream đình đám nhất hiện tại. Cô bắt đầu được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn khi PK cùng Quang Linh Vlog đã giúp nam YouTuber bán được gần 2.000 set quà Tết. Chồng Hàng Du Mục là Tôn Bằng, sinh năm 1981. Cả hai gặp nhau khi cô có cơ hội sang Trung Quốc thăm người thân. Lúc đó chồng đã có hai con trai riêng, nhưng sau một thời gian tìm hiểu và thấy Tôn Bằng là người hiền hòa hài hước nên cô đã đồng ý về chung một nhà. Hiện tại Hằng đã sinh thêm hai em bé, tạo thành gia đình 6 người rất hạnh phúc. Thời gian đầu Hằng cũng gặp khó khăn trong việc kết nối với hai con riêng của chồng vì cả hai đều là con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Trước tình hình này, hai vợ chồng đã ngồi lại và nói chuyện với hai con, giải quyết từng khúc mắc. Bản thân Hằng chọn cách đối xử với hai con bằng sự chân thành, không phân biệt con chung con riêng, để các con gọi bằng gì chứ không ép gọi mẹ. Dần dần hai con riêng của Tôn Bằng cũng mở lòng và thân thiết hơn với Hằng. Đặc biệt Dịch Dương, con trai thứ hai của gia đình Hằng, còn rất nổi tiếng với cư dân mạng Việt Nam. Họ đẻ xong nói nhiều người ta nói mà đâu có chịu nghe mọi người. Ok, người ta nói rồi đấy, nó quá khớt rồi đó mọi người. Sơ hở là đã mất một miếng, nuôi hao quá trời hao rồi, bà nào đó bà nào hốt về nuôi đi chứ hao dữ lắm. Cậu bạn hay lên sóng trong các clip và phiên livestream của dì, khiến mọi người cười ngất khi bị dì lừa rằng đã sinh em gái dù em bé thứ tư nhà Hằng Du Mục là con trai. Sau sự việc đó, Dịch Dương biết em là con trai còn trở thành tìm kiếm phổ biến trên top. Sau khi kết hôn, vợ chồng Hằng thường xuyên đưa các con đi du lịch khắp nơi trên chiếc xe di động. Những chuyến đi như vậy vừa giúp các con được học hỏi về văn hóa, địa lý một cách thực tế, vừa thuận tiện cho công việc kinh doanh của vợ chồng Hằng. Khi chia sẻ về cuộc sống lên mạng xã hội, Hằng Du Mục cũng nhận về những thắc mắc của cư dân mạng. Thậm chí nhiều người còn nói những lời khó nghe như cô lấy chồng nhiều tuổi vì tiền, nếu chồng không giàu có thì đã không kết hôn. Trước những ý kiến này, Hằng Du Mục đã thẳng thắn đáp trả. Cô cho biết ở thời điểm dịch bệnh, hai công ty bất động sản và một công ty du lịch của chồng đã phải dẹp tiệm, nhưng cả hai vẫn cùng nhau làm lại từ đầu. Chân thành đổi chân thành, cần cù bù mất mắt. Cô nói, khi lần đầu đổ ra mâu thuẫn chồng livestream phàn nàn về việc vợ bỏ bê con nhỏ khi mới được 4 tháng tuổi để lao vào livestream kiếm tiền, ghen tuông với đồng nghiệp. Sau khi chồng Hằng Du Mục lên tiếng xin lỗi vợ, hứa sẽ không mất kiểm soát về cảm xúc, không thể hiện thái độ thiếu tôn trọng hay ghen tuông quá mức. Nhưng chưa được bao lâu thì Hằng Du Mục vừa về nhà cộng đồng mạng đã soi ra nhiều chi tiết cô nàng bị tác động vật lý trên livestream. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.